Tam nông tháng 6, tháng 7 nên thơ và lãng mạn với những đầm sen nở rộ, khoe mình trong nắng hạ. Từ đầu làng dường như đã cảm nhận được mùi hương thơm ngát, hòa trong vị mặn mòi của bùn đất cổ nông. Chỉ chừng ấy thôi, bạn đã muốn có ngay một cuộc hẹn với mùa đẹp nhất ở Tam Nông. Để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của đầm sen Tam Nông, hãy đến đây vào buổi sớm mai khi mặt trời vừa ló dạng và giọt sương vẫn rùng rằng đọng trên lá. Lúc này, trời mát mẻ, không khí trong lành, bạn có thể thỏa sức dạo bước và tận hưởng vẻ đẹp yên bình của làng quê, đặc biệt là chiêm ngưỡng đầm sen từ trên thuyền. Ẩn hiện trong tán lá xanh mướt là những đóa sen hồng chúm chím, nhìn thôi đã muốn nâng niu và hít hà hương thơm ngát. Nhìn ra xa, sóng lá mềm mại bồng bềnh như một tấm lụa uốn lượn ôm lấy xóm làng. Giữa bao la của mây trời, bao nhiêu ưu phiền bay theo gió, tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng biết nhường nào. Đầm sen của cô là cô trồng từ năm 98 đến bây giờ. Ngày xưa thì đây là nó thuộc là diện đầm chiêm trũng không cấy được, thì những cô là trồng sen. Vì cô chú là thấy trồng sen là thì so với hiệu quả của trồng lúa là nó cũng hơn được cây lúa. Trong quá trình trồng sen này thì cũng rất là nhiều người biết đến để tham quan, chụp ảnh. Thế là gia đình cũng rất là vui. Với vẻ đẹp thơ mộng, đầm sen Tam Nông đã trở thành điểm đến hấp dẫn để thưởng ngoạn và check-in. Chẳng cần phải đi đến những nơi xa xôi, bạn đã có thể lưu lại cho mình thật nhiều bức hình đẹp với mùa sen ở Tam Nông. Hoa sen quý không chỉ bởi chất chứa hương đồng nội bình dị mà còn là nguyên liệu độc đáo trong văn hóa ẩm thực của người Việt từ xa xưa. Tất cả các bộ phận từ ngó sen, hạt sen, lá sen, củ sen đều có thể trở thành món ăn đặc sắc. Bạn nghĩ sao khi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một thức uống từ sen? Cùng chờ đợi nhé! Khi mặt trời lên cao, mạn thuyền chất đầy sen, bông nào bông nấy tròn mẩy, đều tăm tắp, cũng là lúc thích hợp để lên bờ. Đây là nguyên liệu chính để ướp trà sen, một thức uống quen thuộc nhưng không kém phần độc đáo. Bởi để có được một ấm trà sen đúng điệu, đòi hỏi nhiều công phu và tỉ mỉ. Mỗi một mùa sen về thì chắc chắn sẽ không thể thiếu được những ấm trà ngon được ướp từ những bông sen tươi. Cô ơi, trong các bước ướp trà sen thì cái bước nào hay là cái bí kíp nào để giúp chúng ta có thể có được một cái ấm trà ngon hả cô? Những cô có đồng sen này thì cô sẽ mang chè xuống và mỗi buổi sáng sớm là cô đi chọn những cái bông sen nào nó to đẹp và ướp được chè cho nó thơm ngon. Thì ta sẽ cho chè chọn hái để ướp luôn ở trên cây của nó. Thì đã cho mỗi một bông sen là một ống chè. Qua một đêm xong hôm sau người sớm sau mới đi ngắt. Thì sớm sau mới đi ngắt về. Thế còn những nhà mà người ta không có đầm sen, người ta muốn hái sen về để người ta tự ướp, thì những cô lại đi ngắt những cái bông sen, chọn những cái bông sen để mà ướp được chè, thì cho hướng dẫn người ta mang những bông sen này về ướp. Khi ta cho trà vào những bông sen để mà ướp thì xong ta phải chọn những cái lá bánh tẻ xanh đẹp thì ta gói vào thì để mà góp cái hương vị, nó giữ được cái hương vị sen ở trong này sẽ thơm ngon hơn. Trước đây, người làm trà sen phải trải qua 7-7-4-9 bước vô cùng cầu kỳ. Nhưng để phù hợp với cuộc sống hiện đại, có nhiều cách làm trà giản lược hơn nhưng không làm mất đi hương vị vốn có. Ngày hôm nay, tôi may mắn được cô chủ cho thưởng thức trà sen ướp trên đầm và không quên nhắc tôi những bí quyết khi làm trà tại nhà. Bây giờ cô sẽ mời cháu thưởng thức trà sen và tự tay cô làm nhé. Đây cô mở, cô pha sẵn này, cháu đã ngửi thấy mùi thơm chưa?
Cháu thấy vị trà rất là thơm, thanh và mát cô ạ. Màu trà thì rất là xanh và trong và cháu thấy rất là đẹp. Cháu cảm ơn cô vì đã cho cháu được một buổi trải nghiệm thật tuyệt vời ngày hôm nay ạ. Với những bí quyết cô Liễu bật mí ngày hôm nay, nhất định tôi sẽ thực hiện để cho gia đình và bạn bè của mình cùng thưởng thức. Và chắc chắn rồi, tôi sẽ trở lại Tam Nông vào mùa đẹp nhất trong năm.